Thiền sư Hành Từ sanh tại An Thành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp Tịch Tảo Khê, giáo hóa Thạnh Hành. Ngài thẳng đến tham lễ, bèn hỏi, phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp? Tổ hỏi, ông từng làm việc gì đến? Ngài thưa, Thánh Đế cũng không làm. Tổ bảo, rơi vào giai cấp nào? Ngài thưa, Thánh Đế còn chẳng làm thì có giai cấp nào? Tổ thầm nhận đó, khiến Ngài Hành Từ thủ chúng. Một hôm, Tổ bảo Ngài Hành Từ, ông nên phân hóa một nơi, không khiến cho đoạn dứt. Ngài Hành Từ đã được pháp, bèn trở về Kiết Châu, trên núi Thanh Nguyên Hoằng Pháp, nối tiếp giáo hóa, sau Ngài Tịch, Thụy là Hoằng Tế Thiền Sư. Thiền sư Hoài Nhượng, quê ở Kim Châu, con nhà họ Đỗ, ban đầu đến yết kiến quốc sư An ở Tung Sơn. Quốc sư An mới khuyến khích sư đến Tảo Khê tham vấn. Khi Ngài đến lễ bái Tổ, Tổ hỏi, ở đâu lại? Ngài thưa ở Tung Sơn, Tổ bảo, đem được vật gì lại? Ngài thưa, nói giống một vật tức chẳng trúng. Tổ bảo, lại có tu chứng chăng? Ngài thưa, tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tổ bảo, chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Tây Thiên Tổ Bát Nhã Đà La Sấm rằng, dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng ở nơi tâm ông, không cần phải nói ra. Ngài Hoài Nhượng hoát nhiên khế hội, liền hầu hạ Tổ 15 năm, mỗi ngày càng thâm được sự huyền áo. Sau Ngài đến núi Nam Nhạc, Xiển Dương Thiền Tông, khi tịch Ngài được sắc ban hiệu Đại Tuệ Thiền Sư. Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tập kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai, nhân xem kinh Duy Ma Cật phát minh được tâm địa, chợt gặp đệ tử của Tổ là Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi mà mỗi lời nói ra đều thẩm hợp với chư Tổ. Huyền Sách hỏi, nhân giả được pháp nơi thầy nào? Huyền Giác đáp, tôi nghe kinh luận Phương Đẳng, mỗi vị đều có thầy truyền thừa, sau nơi kinh Duy Ma Cật ngộ được Phật Tâm Tông mà chưa có người chứng minh. Huyền Sách bảo, từ Đức Phật Oai Âm Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm Vương về sau không thầy mà tự ngộ, chọn là thiên nhiên ngoại đạo. Huyền Giác nói, chứ nhân giả vì tôi chứng minh. Huyền Sách bảo, lời tôi nhẹ, ở Tảo Khê có Lục Tổ đại sư, bốn phương nhóm họp về, đều là những người thọ pháp, nếu ông chịu đi thì cùng tôi đồng đi. Huyền Giác bèn đồng với Huyền Sách đến tham vấn. Khi đến, Huyền Giác nhiễu Tổ ba vòng chống tích trượng mà đứng. Tổ bảo, phàm là sa môn phải đủ 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến sanh đại ngã mạn? Huyền Giác thưa, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Tổ bảo, sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau ư? Huyền Giác thưa, thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. Tổ bảo, như thế, như thế. Huyền Giác mới đầy đủ oai nghi lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. Tổ bảo, trở về chóng vậy. Huyền Giác thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Tổ bảo, ai biết chẳng động? Huyền Giác thưa, nhân giả tự sanh phân biệt. Tổ bảo, ông rất được cái ý vô sanh. Huyền Giác thưa, vô sanh há có ý sao? Tổ bảo, nếu không ý thì ai biết phân biệt? Huyền Giác thưa, phân biệt cũng không phải ý. Tổ bảo, lành thay, hãy dừng lại một đêm. Thời nhân gọi là nhất túc giác, sau Ngài có trước tác bộ chứng đạo ca, thịnh hành ở đời, thụy là vô tướng đại sư, người đương thời xưng là chân giác. Thiền giả Trí Hoàng, ban đầu tham học nơi ngũ tổ, tự cho đã được chánh thọ, mới cất am ngồi thiền mãi trải qua 20 năm. Đệ tử của tổ là Huyền Sách du phương đến Hà Sóc, nghe danh Ngài Trí Hoàng liền đến am hỏi, ông ở đây làm gì? Trí Hoàng nói, nhập định. Huyền Sách hỏi, ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô tình cỏ cây ngói đá nên được định. Nếu có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. Trí Hoàng bảo, tôi chính khi nhập định chẳng thấy có cái có tâm và không tâm. Huyền Sách nói, chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định, sao lại nói có xuất nhập? Nếu có xuất nhập tức là không phải đại định. Hoàng không trả lời được. Dây lâu mới hỏi, thầy kế thừa ai? Huyền Sách nói, thầy tôi là Lục Tổ ở Tảo Khê. Trí Hoàng hỏi, Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Huyền Sách đáp, thầy tôi nói, diệu trạng viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có,
chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh thiền tưởng, tâm như hư không, cũng không có cái lượng của hư không. Trí Hoàng nghe lời nói ấy, bèn đi thẳng đến yết kiến Lục Tổ. Lục Tổ hỏi, nhân giả từ đâu đến? Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên trước. Lục Tổ bảo, thật như lời đã nói, ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, không có lúc nào mà chẳng định. Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, 20 năm đã được tâm, chọn không ảnh hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng nói, Thiền Sư Hoàng ngày nay được đạo. Trí Hoàng sau đó lễ từ trở về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. Có vị tăng hỏi Tổ, ý chỉ Huỳnh Mai người nào được? Tổ đáp, người hiểu Phật Pháp được. Tăng thưa, hòa thượng lại được chăng? Tổ bảo, ta chẳng hiểu Phật Pháp. Một hôm Tổ muốn giặt lá y đã được chuyển trao, nhưng không có suối tốt để giặt. Nhân ngài đến sau chùa khoảng 5 dặm, thấy trên núi cây cối tùm khí tốt xung quanh, ngài liền cắm cây tích trượng sâu xuống đất, nước liền phún lên theo tay ngài, chứa lại thành cái ao. Ngài liền quỳ gối giặt y trên đá, chợt có một vị tăng đến lễ bái thưa rằng, Phương Biện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc, thấy ngài Đạt Ma Đại Sư dạy Phương Biện phải chóng đến nước Đường, là nơi tôi truyền chánh pháp Nhãn Tạng và y tăng giả Lê của Tổ Ca Diếp. Thấy chuyển đến đời thứ sáu nơi Thiểu Châu ở Tào Khê, ông nên đến đó chiêm lễ. Phương Biện từ xa đến, cuối mong được thấy y bát đã được truyền. Tổ bèn đưa ra cho ông xem, liền hỏi, thượng nhân làm nghề gì? Phương Biện đáp, chuyên nghề đắp tượng. Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo, ông thử đắp xem. Phương Biện mở mịt không biết, qua mấy ngày ông đắp được tượng của Tổ cao 7 tấc, rất đẹp đẽ. Tổ cười bảo, ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. Tổ đưa tay xoa đầu Phương Biện nói, ông hằng vì người, trời làm phước điền. Tổ liền lấy y đền công, Phương Biện lấy y chia làm 3 phần. Một phần đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì gói chôn xuống đất, thề rằng sau này người nào đào được y này là tôi tái sanh để trụ trì nơi đây dựng lập lại chùa chiền. Đến đời Tống niên hiệu Gia Hiệu năm thứ 8, có vị tăng tên là Duy Tiên, khi sửa chùa đào đất được y như mới, còn tượng của Phương Biện đắp thì để ở chùa Cao Tuyền, cúng kính cầu nguyện đều được như ý. Có vị tăng đọc bài kệ của Thiền Sư Ngoại Luân rằng, Ngoại Luân có tài năng hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. Ngoại Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trường. Tổ nghe qua liền nói, bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu ấy là thêm trói buộc. Nhân đó Tổ nói một bài kệ, huệ năng không có tài, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề làm gì lớn. Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trường.